Xin chào cả nhà, đây là cây hạt dẻ ngựa, bắt nguồn từ sự giống nhau của lá và quả với hạt dẻ ngọt. Cùng với quan sát được cho rằng quả hoặc là hạt có thể giúp ngựa thở hổn hển hoặc là ho. Hạt dẻ ngọt là món được các gia đình trang trong lễ Giáng sinh truyền thống. Không giống hạt dẻ ngọt, hạt dẻ ngựa thuộc họ bồ hòn, xà bông, tạo ra loại hạt có độc không bao giờ được ăn sống. Hạt, vỏ và lá của cây dẻ ngựa này được sử dụng trong các công thức thảo dược cho các vấn đề sức khỏe khác nhau. Theo truyền thống, các chiết xuất tiêu chuẩn hóa từ hạt của cây dẻ ngựa đã được sử dụng trong y học để điều trị bệnh trĩ, sức khỏe hệ tuần hoàn, suy tĩnh mạch mãn tính, giãn tĩnh mạch, thấp khớp, rối loạn bàng quang và tiêu hóa, sốt và chuột rút ở chân. Ngoài ra, hạt dẻ ngựa còn là một thành phần được tìm thấy rất nhiều trong các loại thực phẩm chức năng. Ở Thổ Nhĩ Kỳ thì cây dẻ ngựa này được trồng rải rác khắp nơi và hoa nở rất đẹp vào mùa xuân.